ngoài dùng trong phẫu thuật như bác sĩ vừa có đề cập vừa rồi thì trong phẫu thuật thẩm mỹ trên tác động lên vùng eo là như thế nào, và nói như thế thì trên được bụng cũng có nhiều lợi ích nếu mà được sử dụng đúng phải không bác sĩ? Dĩ nhiên rồi, cái gel đó nó có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như về mặt thẩm mỹ chẳng hạn thì nó phục hồi sau sanh. Đấy, chẳng hạn thì đa số các chị em phụ nữ mà sau sanh đều phải bằng gel hết. Mục đích để làm gì? Tại vì cái thành bụng mình sau khi sanh nó sẽ giãn, và mình sẽ mang gel vô để hỗ trợ, nó sẽ co cái thành bụng lại, nó phục hồi nhanh hơn. Đấy. Chẳng hạn, còn chẳng hạn như những chị em phụ nữ mà thừa cân, đôi khi muốn bận đồ đẹp, cũng gel cũng là gel lịch bụng, cũng là một cái hình thức để cho mình tạo ra một cái dáng để mình bận đồ đẹp chẳng hạn. Đấy. Yeah. Còn về bệnh lý, đôi khi ở rất nhiều cái bệnh lý mà người ta cần phải có những cái gen. Hiển nhiên cái gen nó khác những cái gen mà mình bận để làm đẹp. Những cái gen cứng hơn để trong những cái trường hợp như mà chấn thương cột sống để cố định, để cho mình không khum và mình không vận động, mà sau những cái mổ về cột sống chẳng hạn. Đấy, thì ngoài những cái định hình về cột sống nó còn giảm đau rồi nữa. Do đó, đó là những cái lợi ích của những cái gen ở trong bệnh lý. Còn nếu mà về ví dụ như nếu mà bạn lạm dụng nhiều quá mà mang gen liên tục thì nó sẽ gây những cái tình trạng như kích ứng da chẳng hạn, dị ứng. Đấy, gây ẩm thấp, nổi mẩn, ngứa rất nhiều. Còn trong những cái trường hợp ví dụ như bạn đeo liên tục và siết nhiều quá, nó sẽ có tác động đến hô hấp. Có nhiều người bạn khó thở, tăng nhịp tim, cái đó là cái mà những cái tác động không mong muốn nếu mà bạn mang quá nhiều và lạm dụng nó.